Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Để hưởng ứng cái phong trào nuôi cá lóc cảnh tại Việt Nam mình á, hôm nay mình sẽ khai trương cái tiệm cá lóc cảnh tên là Hinu Guppy Fish để gửi đến các bạn những dòng cá lóc cảnh đó. Bên mình đã được thuần rất là kỹ rồi, mình sẽ gửi đến các bạn giá rất là ưu đãi ha các bạn. Đó, cá rất là thuần, rất là sung ha. Cá bên mình là thuần và sung rồi, mình sẽ gửi đến các bạn. Rồi, mời các bạn đi xem cá bên mình nha. Con đầu tiên á, mình gửi đến các bạn là con Red Centaurum, u là 18-20cm nha các bạn. Giá bé này là 1,2 triệu bao ship. Bé này sung thì khỏi phải bàn luôn các bạn. Bé này bạn nào lấy á, thì bên mình bao nằm đáy luôn nha các bạn. Nó rất là sung luôn. Cá này mình chuyển hồ nó không nằm đáy nha các bạn. Con này các bạn bắt về là chỉ có chơi và đợi nó lên vảy rồng thôi nha các bạn. Đó, viền vảy rất là đẹp rồi ha. Bé này là 1,2 triệu bao ship. Nói luôn là các bé cá lóc á, giá trên 1 triệu á, là mình nhận chuyển khoản nha. Mình chỉ đi gửi cá đi thôi, mình cũng không muốn cá đem về đâu ha các bạn. Cá có vấn đề gì các bạn khui thùng quay clip lại giúp mình là mình chuyển khoản lại các bạn. Các bạn yên tâm ha. Các em trên 1 triệu này giá trị cao á, cho nên mình nhận chuyển khoản rồi mình mới gửi cá cho các bạn nha. Các bé này giá trị cao cho nên mình phải nhận chuyển khoản trước rồi mình mới gửi cá nha các bạn. Các bạn thông cảm giúp mình nha. Mà đến tay các bạn có vấn đề gì mình vẫn gửi tiền lại các bạn nha, các bạn yên tâm. Rồi, bé thứ hai mình gửi đến các bạn là bé Yellow Centaurum, size là 20-22cm nha các bạn. Giá em này là 1,2 triệu, mình bao ship nha các bạn. Mấy em nào có giá trị lớn là mình bao ship cho các bạn nha, nên các bạn yên tâm. Bạn nào mua cá thì liên hệ Zalo và số điện thoại góc bên trái dưới màn hình giúp mình nha. Còn mấy em nhỏ nhỏ mình ship code toàn quốc, phí ship là khoảng 30-50 ngàn nha các bạn. Còn các bé mà lớn lớn này mình miễn phí ship là các bạn chỉ tính tiền cá thôi nha. Như bé này là 1,2 triệu là chọn 1,2 triệu. Các bạn chuyển khoản trước là mình gửi cá cho các bạn nha. Cá bên mình được dưỡng rất là sung rồi nên mình mới gửi đến tay các bạn nha. Các bạn xem clip là biết cá sung ha. Rồi, dòng tiếp theo mình gửi đến các bạn là một dòng mini ha. Yellow Centaurum, size 9-10cm. Đó. Đợt này mình về khoảng mười mấy bé ha. Bé này thì 220 ngàn một bé. Đó, cá rất là sung luôn, các bạn nhìn nó. Mình mới cho ăn no rồi đó, mà nó vẫn sung vậy đó. Đó, các bạn thấy cái bụng nó bự không? Cá này mình đa phần mình về mình dưỡng hết rồi ha. Nên rủi ro không có đâu nha các bạn. Các bạn chỉ việc mua về và chơi thôi ha. Bên mình không có rủi ro cho các bạn nha. Cá dưỡng rất là sung và khỏe rồi, nên các bạn yên tâm. Mua thì chốt em này nha. Rồi, loại thứ ba mình gửi đến các bạn là một loại pháo hoa da báo ha. Size là U10-12 nha các bạn. Giá bé pháo hoa này là 350k nha các bạn. Cái bé này do ở cộng đồng á, mình mới tách á, nên vây nó bị rách nha. Mình bản bảo các bạn là bao lành nha. Về 1-2 ngày là các bé vây sẽ lành hết nha. Các bé cắn nhau quá nên mình tách riêng các bé ra ha. Đó, pháo hoa da báo. Mấy bé này là rất là sung rồi nha các bạn. Mấy bé pháo hoa này bảo đảm các bạn về là không có nằm đáy đâu. Bảo đảm sung luôn. Bao sung nha. Đó. Mấy chấm viền trên lưng của nó các bạn nhìn ha. Đó, một bé pháo hoa da báo. Chỉ có 350 ngàn luôn. Quá rẻ luôn các bạn ơi. Bạn nào mua thì nhanh tay nhắn tin Zalo và số điện thoại góc bên trái dưới màn hình giúp mình nha. Mình nhận ship code toàn quốc. Phí ship từ 30-50 ngàn nha các bạn. Bạn nào yêu thích dòng pháo hoa da báo này thì chốt ngay một con này ha. Cá tiếp theo mình gửi đến các bạn là cá Underrao ha, cầu vòng vây xanh, size là U7-U8 nha. Để sở hữu một bé này là 350 ngàn nha các bạn. Chỉ có 350 ngàn sở hữu ngay một bé cầu vòng Underrao. Đó, các bạn mua mình sẽ lựa những con cá sung nhất gửi đến các bạn nha. Rồi những con cá còn lại mình sẽ thuần các bạn ha. Đó, mình mua bầy đàn cho nên nó dí nhau á, cho nên sẽ có con sợ, có không sợ ha. Đó, U7-U8. Đó, các bạn thấy cái bụng nó đã ăn rất là no rồi ha. Đó, các bạn thấy nhìn con nó bụng rất là no nhưng mà vẫn rất là sung nha. Cá bên mình đã dưỡng rất là kỹ rồi cho nên mới gửi đến tay các bạn. Nên các bạn yên tâm ha. Về chất lượng với về độ khỏe của con cá ha. Gửi đến tay các bạn là bao sống bao tật lỗi nha các bạn. Mấy bé này các bạn chỉ việc về và chơi thôi nha các bạn. Không cần đắn đo gì để suy nghĩ gì hết. Mà giá lại rất là rẻ, chỉ có 350 ngàn nha các bạn. Nếu thích dòng này thì nhanh tay nhắn tin Zalo và số điện thoại giúp mình nha. Bé tiếp theo mình gửi đến các bạn là một bé tiểu hoàng đế, size thì 14-15,
Giá thì mình bảo đảm đợt này là mình ưu đãi cho các bạn nha. Mình khai trương mình ưu đãi một bé tiểu hoàng đế chỉ có 500k thôi nha các bạn. Đó, tiểu hoàng đế muối tiêu kỳ cao, rất là đẹp ha. Chỉ có 500k thôi nha các bạn. Bé này mình nhận ship code luôn nha các bạn. Đó, chỉ có 500k. Mình mới cho ăn no nên bé thấy điện thoại mình bé hơi sợ một xíu nha các bạn. Rồi, cá tiếp theo mình gửi đến các bạn là con cá vảy rồng ha, Red Bull. Size thì 13-15. Hàng tuyển nha các bạn, hàng mình chọn lựa rồi ha. Đó, cá mình cũng vừa mới cho ăn xong rồi mình quay clip nha các bạn. Chứ chưa cho ăn thì nó sung, nó không có đứng im chỗ cho các bạn xem rõ ha. Nó cứ vùng táp mồi á các bạn. Cho nên các bạn xem không rõ. Cho nên mình cho ăn xong no để các bé đứng im cho các bạn nhìn ha. Nhưng mà các bé vẫn rất là sung nha các bạn. Bé này cũng là một bé Red Bull ha. Size thì 13-15 luôn. Hàng tuyển nha các bạn. 600 ngàn để sở hữu một bé này ha. Quá là rẻ luôn các bạn. Đó, các bé này rất là sung rồi. Mình vừa mới cho ăn, bụng rất là căng ha. Độ khỏe thì khỏi phải nên bàn luôn nha các bạn. Đó, viền vảy màu sắc nhìn rất là bắt mắt rồi ha. Size thì 13-15. Các bạn về nuôi chỉ việc chơi thôi ha. Cá bên mình là bao sung bao khỏe nha các bạn. Bé tiếp theo mình gửi đến các bạn là bé Red Barito. Size thì 5-6 ha các bạn. Size này mình để các bạn là 350.000 một bé ha. Size 5-6 Red Barito nha các bạn. Đó, bé này mình cũng vừa cho ăn rồi. Các bạn thấy cái bụng nó rất là no ha. Đó, nó đứng im cho mình quay ha các bạn. Red Barito size 5-6 350.000. Bạn nào mua thì nhanh tay nhắn tin Zalo và số điện thoại góc bên trái dưới màn hình giúp mình nha. Mình ship có toàn quốc, phí ship 30-50.000 nha các bạn. Bé này mình tuyển ra, mình lựa ra, mình nuôi rồi mình gửi đến các bạn nha. Cho nên các bạn khỏi lo về độ sung và độ khỏe nha các bạn. Bé này chắc về nằm đáy 1-2 ngày thôi ha các bạn. 1-2 ngày là các bạn cho ăn là nó sung lại. Rồi, con tiếp theo mình gửi đến các bạn là Yellow Centaurum, hàng tuyển nha các bạn. Con này là hàng tuyển nha. Size là 14-15. Giá thì 600 ngàn nha các bạn. Đó, các bạn nhìn nó đó. Con này là mình mới vừa cho ăn luôn nha. Bụng nó rất là to, màu lên đẹp rồi, viền vảy ok, mắt đỏ. Size thì chỉ 14-15 thôi, nhưng mà rất là sung luôn. Lát nữa mình sẽ kè cái kiến thử cho các bạn xem nha. Kè kiến coi nó sung cỡ nào nha các bạn. Đây, mình đưa cái kiến lại gần nó là em nó bắt đầu có phản ứng rồi nha các bạn. Đó, các bạn nhìn nó nè. Đó, sung lắm nha các bạn. Rất là sung luôn. Bạn nào mua em này về là khỏi chê, hết nước chấm luôn nha các bạn. Đó, mình mới kè kè xíu thôi mà đã rất là sung rồi nha các bạn. Đó, Yellow Centaurum hàng tuyển của mình ha. 600 ngàn. Rất là đẹp nha các bạn. Khỏi phải bàn ha. Chỉ có 600 ngàn để sở hữu một em này thôi nha các bạn. Bạn nào mua thì nhanh tay nhắn tin giúp mình ha. Rồi, bé thứ hai cũng là một bé Yellow Centaurum U14-15. Bé này thì mình gửi các bạn là 300 ngàn nha các bạn. Bạn nào muốn sở hữu thì 300 ngàn nha. Bé này không sung bằng bé hồi nãy đâu, nhưng mà cũng đẹp tương đương bé hồi nãy nha các bạn. Bé này chỉ có 300 ngàn thôi. Bạn nào không có đủ tiền mua bé kia thì mua bé này ha. Bé này không sung bằng bé hồi nãy đâu. Chỉ có 300 ngàn thôi nha các bạn. Bạn nào mua thì nhanh tay nhắn tin Zalo và số điện thoại góc bên trái dưới màn hình giúp mình ha. Mình xin kết thúc clip.